Hôm nay trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn về làm hai món từ cá mó. Đây là một loại cá ở Phan Thiết và nó rất là được ưa chuộng đối với những người giảm cân và những người chuyên tập gym, bởi vì là thịt nó rất là trắng, rất là mềm và nó lại là một cái loại thịt trắng cung cấp rất là ít chất béo. Và mình hãy cùng nhau làm hai cái món ăn có thể giúp các bạn giảm cân từ món cá mó này nhé. Món đầu tiên mình sẽ làm đó là món cá mó nướng sả. Thì cá mó thì mình đã làm sạch ruột rồi. Và bây giờ mình sẽ ướp qua một chút gia vị nhé. Thì đây là cái món chuyên về giảm cân cho nên mình sẽ không dùng đường. Mình dùng sả này. Sả đã băm nhỏ cho vào đây. Cùng với một chút hạt tiêu. Chút muối. Nhà mình là đã khoảng đến 5 năm nay là đã không dùng các loại mì chính hạt nêm rồi. Đây là nếu như các bạn ăn những cái đấy thì các bạn có thể cho thêm vào, nhưng mà về là cái món giảm cân thì mình không không sử dụng các cái loại mà nó chứa độ ngọt, ví dụ như mì chính này, hạt nêm hoặc là dầu hào. Mình sẽ ướp đều hai mặt khoảng độ 15 phút. Sau đó thì mình sẽ dùng cái nồi chiên không dầu để mình nướng. Thì nó sẽ mình cũng không phải sử dụng dầu mỡ nữa, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Bây giờ sau khi ướp 15 phút thì mình sẽ cho vào đây một chút dầu ô liu. Tới vào một ít dầu ô liu và mình sẽ trộn đều. Sau đó thì mình sẽ cho luôn vào nồi nướng. Cá này là nó bản thân là nó không có nhiều mỡ và nó hơi 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 bị khô một tí. Cho nên là khi mà mình nướng bằng nồi chiên thì mình sẽ cho thêm một tẹo dầu để cho cá nó được bóng và được mềm hơn. Cái nồi này thì mình đã bật trước một chút cho nó nóng lên rồi. Giờ mình sẽ cho cá vào. Ngoài dùng nồi nướng thì mình cũng có thể là làm món cá chiên sả cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ nướng trong vòng 5 phút một mặt, 180 đến 200 độ, tùy vào cái công suất lò của nhà mình nhé. Bây giờ cái nồi của chúng mình nó đã báo hiệu tinh tinh là đã được rồi. Và mình sẽ lấy các bạn ấy ra nhé. Cái món này thì mọi người có thể chấm cùng với xì dầu này. Nếu mà muốn giảm cân triệt để thì mình khuyên là nên dùng xì dầu hoặc là cùng với chanh tỏi ớt cũng được, nhưng mà hạn chế sử dụng đường. Cá này mình nó khá là dẹt nhưng mà nó rất là nhiều thịt, nó chỉ có một cái xương sống ở giữa thôi. Lát nữa thì mình sẽ tách thử các bạn ra cho, tách đôi bạn ra cho mọi người xem cái phần thịt trắng của nó nhé. Cá này cái đặc biệt là phần thịt màu trắng như thịt gà ấy. Đây các bạn có thể thấy thịt nó rất là trắng này, rất là dai và thơm nữa. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn là thực hiện cái món thứ hai, thì cái món cá mó này là món cá mó hấp hành gừng nhé. Món cá mó hấp hành gừng này thì nguyên liệu chính của chúng mình sẽ có cá mó này, hành, một chút gừng thái sợi. Mình sẽ dùng xì dầu nữa. Đầu tiên cá thì mình sẽ khứa 1-2 đường trên thân cá để mình ướp nó được ngấm hơn, với cả khi mà mình hấp thì nó đẹp. Mình sẽ cho vào đây 2 thìa xì dầu nhé, một chút hạt tiêu. Một chút dầu ô liu nữa. Để cá ngấm khoảng độ 15 phút thì mình sẽ bắt đầu hấp. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái nồi để mình hấp cá nhé. Mình sẽ sử dụng luôn cái đĩa này để hấp cá luôn.
mình đã chuẩn bị một nồi nước ở đây và nó đã bắt đầu sôi thì mình sẽ cho một chút đường lên trên này. Khi cá đã gần chín thì mình sẽ cho vào đây một chút hành nhé. Và mình sẽ đậy phần đun sôi trong khoảng 1 đến 2 phút này. Chúng ta đã hoàn thành món ăn này và chúng ta sẽ gắp ra một cái đĩa trang trí. Bây giờ món ăn của chúng mình đã hoàn thành nhá. Rất là thơm ngon. Và mình sẽ gắp bạn ý ra cái đĩa để trang trí một tí. Sau khi gắp xong rồi thì mình sẽ lấy cái phần nước hấp này mình dưới đều lên cá một chút nhé. Rồi và chúng mình đã hoàn thành xong món ăn này. Rất chi là thơm ngon. Cái món này nó sẽ có vị hơi mặn mặn một chút của xì dầu. Và cái phần thịt cá thì rất là dai và rất là ngọt. Rất là thơm nữa. Và cái món này hoàn toàn là mình không sử dụng dầu mỡ cũng như không sử dụng đường. Vì thế nó rất là tốt cho các bạn có muốn giảm cân này hoặc là muốn ăn kiểu healthy. Vừa rồi thì mình với cùng với các bạn đã vào bếp và làm hai cái món cá rất là ngon và rất tốt cho những người giảm cân, những người đang ăn trong chế độ eat clean. Để hai cái món cá này thì mình có thể dùng thêm với salad từ các loại rau xanh, từ các loại mà trái cây, ví dụ như dưa chuột là một cái loại nó hầu như là nó không có calo. Các bạn ăn sẽ vào rồi nó sẽ có cảm giác mình no và mình không bị thiếu chất nữa. Và chúc các bạn thành công với công việc giảm cân. Và hãy nhớ theo dõi những clip tiếp theo của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.